Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Vậy là hai show diễn của đàn gà con tại show Body by Night 136 Bangkok, Thái Lan đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Với những cái ca khúc trước đây của ca sĩ Phi Dung, giờ đây đã được những người con Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân là ba cô công chúa vô cùng xinh đẹp của ca sĩ Phi Nhung nối nghiệp sự nghiệp ca hát đã thể hiện trên sân khấu của Paris by Night với liên khúc Cánh Hoa Rừng và Chiều Lên Bản Thượng. Cùng với đó là những điệu múa, điệu nhảy của người dân tộc rất tuyệt vời được thể hiện bởi Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân đã làm cho khán giả xem chương trình của sân khấu Body by Night Thúy Nga vỡ òa cảm xúc. Vì đây là những ca khúc trước đây được ca sĩ Phi Nhung thể hiện rất tuyệt vời. Giờ đây, người đã đi xa nhưng hình bóng của người vẫn còn xuất hiện trên sân khấu của Paris by Night qua hình ảnh của đàn gà con. Những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả dành cho đàn gà con rất tuyệt vời. Đàn gà con thật sự rất là danh dự khi tham gia chương trình này. Được mẹ Phi Nhung dìu dắt đến với sự nghiệp ca hát và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua thì cũng đã được đền đáp bởi sự giúp đỡ của ekip quản lý của bà chủ trung tâm Thúy Nga, đó là cô Thủy, cũng như sự yêu mến ủng hộ của rất đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Vì vậy, đến với show Body by Night, đàn gà con là một trong những ca nghệ sĩ trẻ tuổi nhất tham gia một cái chương trình lớn. Paris by Night là một chương trình lớn mà tất cả các nghệ sĩ chỉ cần được biểu diễn, được đứng trên sân khấu, được thể hiện một ca khúc hay là một tiết mục, đó là một vinh dự rất lớn. Và ở đây ba cô gái trẻ đã làm được điều đó mà trong một cái chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập trung tâm Thúy Nga, đó lại là một sự kiện cực kỳ quan trọng và đàn gà con đã có mặt trong chương trình thì chúng ta thấy được đàn gà con có sức hút, có sức ảnh hưởng yêu mến của khán giả rất là nhiều. Show lần này khi có đàn gà con sang biểu diễn thì rất đông đảo khán giả đã đến xem, đặc biệt là khán giả tại Việt Nam sang Bangkok, Thái Lan để xem các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, đặc biệt là quan tâm, yêu mến, ủng hộ đàn gà con. Cô chú anh chị cũng đã từng xem cái chương trình trước đây biểu diễn tại Bangkok, Thái Lan, show 134, khi mà không có hình ảnh đàn gà con biểu diễn tại đây thì show đó rất vắng khán giả. Và trung tâm Thúy Nga đã nhận thấy điều đó, đặc biệt là bà chủ trung tâm Thúy Nga là bà Mariuto Tô Ngọc Thủy. Nên trong lần này Paris by Night 136 Bangkok, Thái Lan, ngay từ đầu trung tâm Thúy Nga đã đưa danh sách đàn gà con vào những ca nghệ sĩ có mặt trong chương trình thì rất đông đảo khán giả tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại đã mua vé sang Bangkok, Thái Lan để xem cho bằng được đàn gà con. Vì đàn gà con sau 2 năm mẹ Phi Nhung đi biểu diễn xa thì giờ đây sự cố gắng, nỗ lực và tình yêu mến của mọi người dành cho cũng như sự trưởng thành thì rất được đông đảo khán giả biết đến.
nên có đàn gà con tại Sovari bên này thì khán giả rất là đông. Với hai đêm diễn vừa qua thì rất là nhiều cô chú anh chị khán giả đã khen ngợi đàn gà con rất tuyệt vời. Đàn gà con đã thể hiện rất tốt trên sân khấu của Vari Van Nai, dù tuổi đời còn rất là trẻ so với các ca nghệ sĩ khác có mặt ở sân khấu Vari Van Nai, nhưng đàn gà con đã trưởng thành và hình ảnh đàn gà con rất đẹp, rất chỉnh chu, được make up trang điểm rất là đẹp cùng với ekip, cũng như mặc những chiếc áo dài rất đẹp trên sân khấu của Vari Van Nai, được đầu tư rất là chỉnh chu nên đàn gà con thể hiện rất là tốt và chắc chắn là sẽ có người luôn luôn ở đâu đó, luôn luôn ủng hộ giúp đỡ đàn gà con. Và đàn gà con đã thể hiện rất tuyệt vời, dù trước đó có một chút áp lực lo lắng khi đến với show Vari Van Nai. Giờ đây đàn gà con đã hoàn thành rất xuất sắc để hoàn thành ước mơ của mẹ Phi Nhung, đó là điều tuyệt vời. Và tất đông đảo khán giả tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại đã rất là vui vì một trong những ước mơ của ca sĩ Phi Nhung đã được đàn gà con tiếp tục viết nên ước mơ đó, đó là điều tuyệt vời. Và hiện tại thì đàn gà con có những giây phút vui vẻ đi du lịch bên Thái Lan sau những ngày hơn một tuần lễ chuẩn bị cho cái tiết mục hai đêm biểu diễn rất là hoành tráng. Thì Tiết Nhung, Thiên Ngân, Quyền Trang được người cậu Thanh Huy dẫn đi ăn uống, đi du lịch ở khu sầm uất nhất Bangkok, Thái Lan, đặc biệt là đi mua sắm rất là tuyệt vời. Người cậu Thanh Huy lúc nào cũng rất là yêu thương đàn gà con, chăm lo cho đàn gà con. Thanh Huy cùng với Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cũng đã chia sẻ những hình ảnh vui chơi, mua sắm ở những khu sầm uất của Thái Lan. Đặc biệt thì Thanh Huy gần gũi thân thiện cùng với Tuyết Nhung và Thiên Ngân hơn. Đó, lúc trước ở show Vari Van Nai 133 Las Vegas thì Tuyết Nhung cũng được người cậu này chăm chút rất là tỉ mỉ. Đó là điều tuyệt vời, tình cảm của người cậu dành cho đàn gà con. Và hiện tại đàn gà con vẫn còn lưu lại Thái Lan để tham quan du lịch. Đó là điều tuyệt vời. Chúc đàn gà con đã có show diễn thành công Vari Van Nai 136 Bangkok, Thái Lan. Cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe, chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.